Còn tráng kia là con gì ta? Không nhớ tên nữa hả? Nó có khởi sinh ta? Có giá khởi sinh luôn hả? Có tên nhé. Bây giờ nó ở dưới này thì biết con nào mà nhá. Hello, xin chào các bạn. Cũng video này mời cả nhà cũng chiêm ngưỡng có bể có co tại nhà vườn Phương Ma. Hồ máu xúc còn quá đẹp. Con về đâm con đi bao nhiêu tiếng. Nhiều cảnh có hồ, có núi, có cỏ, có dòng thoát chảy đẹp. Thêm đó có hồ cỏ là đẹp như thế này. Kết cực giữa một xe này ra một núi có dòng thoát chả quá đẹp. Biết bao nhiêu con không? Con 100 mấy chục con á. Con tráng kia là con gì ta? Không nhớ tên nữa hả? Nó có khởi sinh ta? Có giá khởi sinh luôn hả? Có tên nhé. Bây giờ nó ở dưới này thì biết con nào mà nhá. Còn nó nhìn nào cũng biết chứ.
chuyên nghiệp ta mới biết được. Ví dụ như con kia nó kêu ví dụ tên cô rồi thứ gì qua cho kê rồi thứ gì mình đâu biết đâu. Hệ tam nhân khảo như này hả? Hệ tam nhân khảo hả? À, có khảo cái quạt nó lộn. Có này nè, mỗi con đều có mỗi giấy khai sinh hết. Có giòn to đó. Cuối tuần nó lòm đi cà phê á, lòm bình trò ngắm có rồi, nghe tiếng nước chả đang uống bờ luôn á. Nhất đoạn này đây quay bằng đêm là đúng bệ này. Đêm lắm chó. Ăn ngà lắm bị.
Ừ.